Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm salad từ rau pina nha. Đây là những thành phần nguyên liệu của mình. Rắc chút xíu muối lên cá hồi ha. Bây giờ mình sẽ đem đi chiên nha. Bây giờ cái chảo của mình đã nóng rồi nè. Các bạn chiên cá ở lửa trung bình cho mình nha. Và mình không có bỏ dầu, tại vì cái con cá sa mình này nè, nó sẽ có dầu nhiều lắm các bạn. Và mình sẽ bỏ cái phần da sau nha. Mình chiên cho tới khi nào mà con cái mặt bên kia nó vàng là được nha các bạn. Trong khi chờ đợi cá chiên đó thì mình sẽ đi luộc hai cái trứng này nha. Và cái rau này cũng vậy, mặc dù mình mua ở chợ Mỹ đó, họ đã rửa rồi nè, và họ đã rửa để ráo cái rau pina này nè, các bạn thấy không, rất là ngon hen. Nếu mà các bạn nào mà kỹ hơn á, thì các bạn có thể rửa lại một lần nữa, nhưng mà ở chợ họ đã rửa rồi nè, họ làm sạch là mình có thể ăn liền đó các bạn. Cái trứng này nè, các bạn có thể cắt mỏng mỏng nha. Rồi nếu mà các bạn có cái đồ cắt thì các bạn sử dụng nha. Còn không thì mình dùng dao cắt cũng được nha các bạn. Mình sẽ cắt miếng mỏng mỏng giống vậy này nha. Đó. Cái này thì mình đã cắt rồi. Bây giờ mình để đây ha. Và bây giờ mình tỏi. Thì mình cần 3 tép tỏi. Nếu mà bạn nào cần tỏi nhiều hơn thì mình sử dụng nhiều hơn nha. Mình sẽ đem đi xay nhuyễn, hoặc là các bạn dùng dao cắt nhuyễn nha. Thì các bạn chiên cá sa minh nè, thì các bạn thấy cái phần chín nó đã một nửa của miếng cá của mình rồi nè, coi như mình trổ được rồi nha. Bây giờ cá của mình đã vàng rồi nè các bạn. Bây giờ mình vớt lên nha. Vừa chiên cá, thằng con trai mình nó đờn. Các bạn thấy cái thú vị không? Vừa nấu ăn là con trai mình nó đờn cho mình nghe, nó sướng. Đây, mình lật qua nha. Đó các bạn thấy không? Nó rất là vàng. Đó, cái da cá nè. Ha. Cái da cá đó các bạn có thể sử dụng. Nếu mà các bạn nào ăn da cá thì mình ăn nha. Mình thì mình giữ luôn, tại vì ăn cái da cá nó giòn lắm các bạn. Đúng ra ăn salad thì mình bỏ ra đó, nhưng mà mình bỏ mình thấy phí quá, mình giữ lại luôn nha. Các bạn thấy không, cái chảo mình nó có lắm tấm dầu nè. Nó không có nhiều lắm, cho nên mình bỏ một chút xíu dầu để mình phi tỏi cho thơm nha. Rồi mình bỏ chút xíu dầu nha, tí tí thôi, chừng một muỗng cà phê thôi nha, hoặc là nửa muỗng cà phê cũng được. 3 tép tỏi nè, mình đã băm rồi nè. Mình bỏ vô ha. Mình xào cho nó thơm. Bây giờ cái tỏi của mình đã vàng rồi nè. Mình sẽ bỏ cá vô nha. Và mình sẽ dầm cá. Như mình đã nói là cái liều lượng này nè, cũng không phải là các bạn ăn bao nhiêu thì các bạn làm bấy nhiêu ha. Nhưng mà mình chiên trước, mình chiên trước để mình chia ra mấy lần mình ăn đó các bạn. Như cái tỏi này nè, thì mình làm 3 tép tỏi, nhưng mà mình sử dụng khoảng 200 gram cá thôi. Còn cái miếng này mình đã chiên đó, mình sẽ để dành và mình để trong tủ lạnh thường á, rồi mình để ra bữa khác ăn nha. Sau khi cá mình đã xào cho thơm và mình đã dầm ra miếng nhầy nè, mình sẽ tắt lửa nha.
Mình sẽ rắc chút xíu tiêu. Sau khi rắc tiêu, mình sẽ đảo đều và để cho thiệt là nguội nha. Đây là mayonnaise nè. Các bạn sử dụng cái mayonnaise nào cũng được nha. Bây giờ mình bỏ khoảng là một muỗng canh vô trước nha. Mình sẽ trộn nha các bạn. Các bạn trộn nó khi nào mà các bạn cảm thấy là nó vừa là được nha. Cái này là khoảng một mình ăn khoảng một lần đó. Thì cái cá đó thì mình làm trước, nhưng mà khi mà mình trộn á, mình ăn bao nhiêu thì mình bỏ bao nhiêu, trộn bao nhiêu thôi. Cái này các bạn đừng có trộn một lần nhiều quá, nhiều khi mình ăn không hết thì nó sẽ không ngon đâu. Ăn bao nhiêu trộn bao nhiêu nha. Cái phần mayonnaise này nè, thì các bạn nào ăn nhiều thì bỏ nhiều nha. Bây giờ mình bỏ một muỗng canh rồi, mình cũng thấy nó cũng chưa có được, mình sẽ bỏ thêm nửa muỗng canh nữa nha. Đây là nửa muỗng canh. Rồi mình sẽ trộn tiếp ha. Mình thấy nó vừa đó các bạn. Và bây giờ cá hồi của mình nó đã nguội hẳn rồi nè. Thì cá hồi cũng vậy, thì các bạn ăn bao nhiêu thì bỏ bao nhiêu nha. Không có nhất thiết là phải nhất định như mình có nói hồi nãy đó, là mình chia ra làm 3 lần mình ăn. Thì khi mà mình 415g như vậy mình chia ra 3 lần ăn. Bây giờ mình đã dầm ra mình thấy nó nhiều quá, mình cũng chia cũng phải là 5-6 lần luôn đó các bạn. Cái miếng kia thì mình ăn 2 lần, miếng này mình ăn 3 lần, coi như là 5 lần luôn. Ăn rau cải thì nó tốt cho sức khỏe. Phần thì cái bina này nó có nhiều chất sắt đó. Đó các bạn thấy không? Khi mà mình trộn nó mình thấy nó rất là ngon ha. Rồi, nếu mà bạn nào mà có trái bơ đó thì các bạn bỏ vô nó còn ngon hơn. Với lại seaweed á, cái rong biển mà người ta đã ướp, giống như người đại hàng mà họ có bỏ mè đó, có cái đó các bạn bỏ vô nó cũng ngon lắm. Nói chung là cái salad thì mình thích ăn cái cải nào thì mình bỏ cải đó, miễn sao mình cảm thấy ăn ngon miệng là được. Nhiều khi mình ăn thịt hoài nó cũng ngán các bạn, mình ăn vậy cho nó đỡ ngán. Mình thích ăn trứng cho nên mình ăn tới 2 cái luôn các bạn, mình bỏ 2 cái vô luôn. Đây là dĩa salad trộn cá hồi của mình đây. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không? Mình mong rằng các bạn làm thử nha. Thân mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video kỳ tới nha.